Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ ngồi lại đây và chia sẻ với các bạn một số mà vấn đề mà các bạn thắc mắc á. Đặc biệt là cái vấn đề mà trong thời gian vừa qua mình nghĩ là khoảng chừng một tháng á mọi người. Lý do là do sức khỏe mình không ổn các bạn. Mình phải nghỉ, mình dưỡng sức, phải chích thuốc, đồ vô nước biển không biết cha. Mọi người thấy tôi không? Tôi ốm nhánh như thế này nè, thành ra là nó cứ bệnh miết, bệnh triền miên hết trơn à. Hôm bữa ra chợ này, thậm chí hôm bữa ra chợ mua được trái này nè mọi người. Trái này mình để gần nửa tháng luôn rồi. Đây là trái đào, đào từ thiên đại thánh đó mọi người. Đó. Mua vậy 3 trái các bạn. 3 trái. 3 trái là 200 ngàn. Đó, 100 mấy, 180, 190 gì đó. Mình tính 200 cho chẳng. Đó, mua gì là tính làm video chia sẻ cùng mọi người. À, cái này nè mà để miết, để đến nỗi mà cái trái này nó thối, nó hư hết trơn mà cũng còn lại một trái. Để biết mà nó hư hết trơn luôn, nó chỉ còn lại một trái này thôi. Thì hôm nay như mình nêu trong tiêu đề á, mình sẽ chia sẻ với mọi người một số câu hỏi mà các bạn thường hay hỏi mình. Là mình làm video bằng gì, mình làm bằng phần mềm gì, với lại mình dùng gì để edit video này kia. Thì hôm nay mình sẽ ngồi mình chia sẻ với mọi người. Nhưng mình sẽ chia sẻ với các bạn cái trái này trước. Trái này là trái trái đào, đào Tề Thiên Đại Thánh ăn trong tiêu bi hồi nhỏ mọi người. Thấy không? Đầu tiên không phải đầu tiên đâu, cái đào này hôm bữa hỏi ông kia là đào này là đào quy cách các bạn. Đào này có tên là đào quy cách. Đó, ăn là hồi lúc mới mua ăn thì nó giòn giòn. Đó, mình ăn thử nó giòn giòn. À, bây giờ để nó hơi héo héo không biết ăn nó sẽ như thế nào. Người ta gọi nó là đào quy cách nha. Cái này thì nó chỉ có ở Sapa thôi các bạn. Ở ngoài Sapa người ta đem gì người ta bán. Mắt thấy bà luôn, nhưng mà mua về tính review cho mọi người xem á. Nhưng mà đâu có review được đâu. Đây nè, để cứ bệnh miết rồi tới giờ này luôn không dùng cho nữa. Bây giờ mình sẽ xẻ cái trái này ra cho mọi người xem chung luôn nha. Tại vì mình biết là một số bạn cũng chưa có biết cái loại trái này. Đây nè, ở trong nó như thế này nè mọi người. Đó. Không? Hình như nó cũng chuẩn bị nó hư luôn rồi, chưa hư các bạn. Bây giờ mời mọi người ăn chung với mình cái trái này trước rồi xíu nữa mình nói chuyện tiếp nha. Đây các bạn. Nó vị của nó thơm mà nó thơm vị chua chua á mọi người. Cái này mình rửa sạch rồi nha mọi người. Ăn luôn cái vỏ, khỏi gọt các bạn. Cái này mà cho thêm một tí muối ớt nữa là đúng bài luôn á mọi người. Nó giòn giòn chua chua ngọt ngọt các bạn. Mà nó thơm, cái mùi thơm của nó đã lắm. Ăn trái này là sống thêm 100 tuổi nữa nè. Cái này là do để hơi lâu cho nên là nó hơi bớt giòn rồi. Chứ lúc đầu nó giòn. Chứ lúc đầu là nó giòn dữ lắm. Hôm bữa nó tươi lắm các bạn. Nhìn màu nó đẹp đã lắm. Còn tay du ký hồi xưa ăn cái này sống tới mấy ngàn năm lận á. Mình nghe ông nội bán đó, ông chia sẻ là cái trái này là nó chỉ sống ở vùng lạnh thôi các bạn, ở Sapa á, còn ở miền Tây thì không có. Đó nè, hôm nay mình chia sẻ với mọi người cái này nè, tại vì mình làm video trong điện thoại các bạn, thì trước giờ mình làm trong điện thoại không à, cái mình làm biết luôn, xong bây giờ điện thoại giống như là cái RAM của nó mình làm biết rồi nó bị sao, nếu xèo à, nó chạy không nổi nữa, thì nên là mình cố gắng mình đi mua cái này, không phải là mình đem lên đây để mình khoe với mọi người mà là mình chia sẻ cùng mọi người. Và trước khi mình chia sẻ cái điều này là mình một lần nữa mình gửi lời cảm ơn đến tất cả những người bạn đã luôn đồng hành, yêu thương và ủng hộ cho mình trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là nhờ những tấm chân tình của mọi người luôn yêu thương và ủng hộ cho nên là mình mới có được ngày hôm nay. Mình không bao giờ quên ơn của các bạn, tại vì mình cũng không biết bày tỏ hay là nói như thế nào để cho mọi người hiểu, mình chỉ có thể nói bằng lời nói như vậy thôi. Hiện tại bây giờ mình đã có một chiếc máy tính mới để mình cắt sửa video cho mọi người xem. Còn đây các bạn, đây là cái iPhone Pro Max mà mình đã có một cái video chia sẻ cùng mọi người vào năm ngoái. Mình mua chiếc này để quay phim. Đó. Thực sự là mình đầu tư rất là nhiều vào những cái thiết bị để làm phim, quay phim.
cho nên là mình làm mãi làm miết mà cũng không có dư các bạn. Người ta thường thường thì người ta làm YouTube trong cái thời gian dài dài thì người ta đã cất được nhà, cưới được vợ rồi. Còn mình thì mình đầu tư những cái thiết bị cho nó đầy đủ cái đã mọi người. Bây giờ thì vẫn còn thiếu một chiếc GoPro. Thì chắc là mình sẽ cố gắng dành dụm thêm nữa để mua thêm một chiếc GoPro để mình đi đường á, mình ghi cảnh cho nó nhẹ nhàng hơn. Chứ mà bây giờ mà ra đường mà các bạn cầm cái điện thoại các bạn chỉ chĩa vô mặt người ta như thế này á thì giống như là mình ngại lắm các bạn. Đôi khi thì người ta người bị quay cũng ngại mà mình cầm máy thì cũng ngại luôn. Thành ra là chắc là cố gắng mua một chiếc GoPro để ghi hình, nhưng mà không biết đến khi nào nữa, tại vì tháng này mình nghỉ lâu quá không có tiền luôn. Tháng này là được 100 đô á mọi người, nguyên tháng này được 100 đô mình cho mọi người xem luôn nha. Thì sẵn chia sẻ là chia sẻ luôn, mình không có giấu giếm cái gì hết đó các bạn. Đây là cho mọi người xem, không biết nó có ngược hay không. Doanh thu của mình tháng này là 110 đô. Tức là được cái chừng nhiêu ta? Đô 20, chục đô 200, 100 đô 2 triệu. Đó, tháng này được 2 triệu. 2 triệu rồi còn tiền net nữa. Rồi tiền làm đồ ăn đủ rồi lắm la hết trơn. Rồi xong, tháng này là không làm là nợ đó. Và các bạn thường hay đặt câu hỏi cho mình là mình công việc chính của mình là gì, thì mình thú thiệt cho mọi người luôn, công việc chính của mình là làm video cho mọi người xem thôi, là làm YouTube đó các bạn. Với lại một số bạn thường hay hỏi mình là làm video bằng phần mềm gì, thì mình chia sẻ với mọi người luôn là mình làm video bằng cái phần mềm gì, phần mềm Keymaster đó các bạn. Hồi xưa thì mình đau cái phần mềm đó mình gì mình dùng. Còn hiện tại bây giờ thì mình sử dụng cái phần mềm mà còn hiện tại bây giờ thì mình đang dùng cái phần mềm này nè các bạn. Cái gì? Bởi gì hết gì? Mình đang coi video của mình. Đây mình sẽ chia sẻ với mọi người cái phần mềm Final Cut Pro. Đó. Nãy giờ mà mình không suy nghĩ ra cái tên, không nhớ nổi cái tên của nó. Đây là cái video lúc chiều mình cắt cho mọi người xem nè. Đó. Thì cái này cũng chỉ cắt ghép đơn giản thôi các bạn, mình không có biết chỉnh màu chỉnh gì hết á, đơn giản thôi. Đây là cái video hồi chiều mà mình cho mọi người xem nè. Đó thì có cái chiếc máy này á thì mình sẽ cắt video hình như là nó nhanh hơn được một xíu các bạn. Mình rê rê như thế này này là mình cắt. Còn cái phần mềm này á thì có một số phiên bản thì người ta cho tải về xài cái kiểu giống như là người ta bẻ khóa cắt các bạn. Còn cái này thì mình cố gắng mình mua luôn. Thành ra là mình chi cho cái việc làm video này nó tốn rất là nhiều tiền các bạn. Hỏi sao mà mình làm mãi làm hoài mà không có dư. Với lại trong thời gian này thì cũng tụt view nữa cho nên là thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó, mình đam mê thì mình cứ làm thôi các bạn. Thì mình sẽ nói sơ qua cho các bạn xem cách làm video trong cái phần mềm này luôn. Cái phần mềm này thì mình cũng mới tập xài thôi các bạn. Mới đầu thì các bạn mở nó lên và các bạn vô cái phần này nè. Đó. Chúng ta chọn như thế này, mình sẽ chọn ở đây để mình import một số video ở đây nè các bạn. Có video này mọi người thấy không? Đó, có rất là nhiều video luôn nè. Ví dụ mình chọn cái này đi ha, cái này thấy nó đẹp, xong mình bấm chữ import ở đây nè các bạn, chọn vô, xong mình tạo cái này, xong rồi mình nhấn ok. Đó, xong rồi chúng ta sẽ chọn cái này nè, rồi chúng ta kéo vô đây. Đó, thấy không? Xong bấm cho nó chạy, bấm cho nó chạy, xong đó đó xong cái bắt đầu mình thấy chỗ nào cần cắt á mình sẽ cắt. Cái video lúc chiều á đáng lẽ là mình cũng có nói chuyện nữa đó mọi người, nhưng mà mình đã cắt bỏ rồi. Một số bạn á nói mình là thiếu tôn trọng rồi này kia, không phải, tại mình chưa muốn nói thôi, để những video sau mình sẽ nói. Đó, cái này mình sẽ lựa những cái đoạn nào hay á rồi mình sẽ cắt, mình giữ lấy nó. Đó, không xóa bỏ cái phần dư nó đi. Đó rồi, như vậy xong bắt đầu cái chúng ta bấm comment e xong rồi chúng ta xuất file ra thôi. Còn đây là kênh này của mình 4 tuần rồi, tức là 1 tháng rồi mình không có làm video nữa các bạn, hiện lên 4 tuần luôn rồi. Nói chung là mình quen tương tác với mọi người cũng như quen đọc bình luận của mọi người rồi. Đôi khi mình không đăng video như vậy, tuy là mình làm không có được, nhưng mà mình vẫn luôn thường xuyên mình đọc bình luận của mọi người á. Hôm nay thì ngồi lại đây để chia sẻ với mọi người một xíu như vậy, không phải là lên để khoe của hay là khoe đồ gì hết. Thực sự là những thứ này là do là công sức mồ hôi, cũng cố gắng làm video cực khổ gian lao mới có được.
và nó mua để phục vụ cho công việc chứ không phải mua để xe xua, giống như là mình xài những chiếc iPhone đó các bạn. Thật sự mình không có cảm giác gì đi ra ngoài để mà xe xua thì không có, mình chỉ là mình thích nó quay video đẹp thôi, video của nó chân thực là mình mua đem về. Chứ mà bây giờ có một con máy khác mà mình không dùng cái này, mình cũng ham hố gì hết, chủ yếu là phục vụ cho nhu cầu công việc. Nhưng mà không hiểu tại sao mình luôn có những người có thành kiến với mình các bạn. Bất cứ mình mua một cái món đồ gì hay là mình làm cái gì, bởi vì nhiều khi mình giấu đi luôn, mình không có dám nói, tại vì nói ra người ta nói mình chảnh chẹ rồi khoe của rồi ối tùm lum la, nói chung là rất là khổ luôn. Mà không hiểu tại sao những YouTuber khác lên nói thì không sao, mà mỗi lần mình lên mình nói mình chia sẻ như thế này là lại bị ném đá. Thì thôi, những người đó thì cứ mặc kệ họ, mình cũng cảm ơn họ, nhưng mà tuy rằng họ chửi nhưng mà họ vẫn xem video của mình. Còn những người bạn người luôn đồng hành và luôn yêu thương Út trong thời gian vừa qua thì một lần nữa Út gửi lời cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn anh chị cô chú rất là nhiều luôn. Nhờ mọi người luôn đồng hành và ủng hộ cho Út trong cái thời gian vừa qua cho nên là mới có được ngày hôm nay, có sắm sửa được một số món đồ để mà hỗ trợ thêm cho việc làm video. Với lại sáng hôm nay ngồi đây thì mình cũng chia sẻ với mọi người luôn, chắc là sau này mình sẽ hạn chế săn bắt rồi các bạn. Tại vì trong cái khoảng thời gian mà mình làm video 2 năm nay á, thì mình thấy mình sát sanh rất là nhiều. Mình giống như là đi săn bắt rồi bắt đầu mình nấu nướng, mình đem về nấu nướng rồi đi bắt cá rồi này kia rất là nhiều luôn. Mình thấy 2 năm nay mình sát sanh hơi nhiều quá mọi người. Cho nên là mình sẽ hạn chế lại ít nhất có thể, là mình sẽ không đi săn bắt hay là đi bắt cá rồi này kia nữa, mà mình sẽ tận dụng những thứ có sẵn. Không, thay vì là mình mua những đồ mà người ta làm rồi thì mình không có tự tay mình giết, nó sẽ đỡ hơn một phần nào các bạn. Mình nghĩ là chắc là do mình đi săn bắt rồi mình đi giống như là sát sanh nhiều quá cho nên là mình cứ bị bệnh hoài, cho nên là mình hạn chế tối đa có thể, chỉ những trường hợp mà cần thiết, ví dụ như là bất đắc dĩ rồi này kia. Còn chuyện gì săn bắt thì mình sẽ giảm cho mọi người, hạn chế tối đa có thể, hạn chế thôi nha, chứ mốt đừng thấy tôi mặn cá rồi bắt đầu lao vô chửi tôi này kia tội nghiệp. Tại vì tôi hạn chế thôi, được phần nào thì hai phần đó các bạn. Với lại còn cái vấn đề gì nữa mà muốn chia sẻ với mọi người quên hết trơn rồi, tại vì mình làm video như thế này thì mình không có ghi ra các bạn, mình nghĩ cái gì thì mình nói cái đó thôi. Thì mai mốt mình sẽ cố gắng làm video đều hơn các bạn, tại vì bây giờ mình đã khỏe hơn rồi, không lực thấy ghê chưa. Mình sẽ cố gắng ra video đều hơn để chia sẻ cùng mọi người. Những cảnh vật ở đồng quê này kia thì vẫn vẫn có bình thường, nhưng mà sát sanh đồ bắt cá rồi này kia thì chắc có lẽ sẽ ít đi, hạn chế đó, để làm nhiều tội với cha kiếp sau đi địa ngục không ai cứu mình đâu đó. Thì một lần nữa cho Út gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, những người đã luôn yêu thương và đồng hành. Thì nhờ như vậy mà Út mới có được ngày hôm nay, mình sẽ không bao giờ quên ơn của mọi người. Thì video chỉ vỏn vẹn như vậy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong những phần tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ Út nha. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.